đầu dư thì phải lên đỏ. Tất cả là các anh chị cấp cấp 1, cấp 2 tham quan. Ừ. Thì các anh chị nhìn lên cây phải đâu? Cây đâu đây đâu? Cây đây, nói to lên lại coi. Cây đâu đây đây? Cây đâu đây đâu? Cây đâu đây đâu? Ba. Ba để lên đầu. Ba. Ba mình là lớn nhất nhà đúng không? Nhà mình ba lớn nhất nhà má lớn nhất. Ba để lên đầu cho thầy, để lên đầu. Má. Má để là nhìn khác thầy không? Má mà để ngay cái má mình này nha. Mình là để đây. Được chưa? Biết ngay mà. Nó quyền dữ lắm. Ờ, có gì rồi. Chắc là anh đâu. Bạn là người bên cạnh mình. À, được chưa? Bạn là bên cạnh. Nhớ bạn đúng nha. Ba ở đâu? Ba trên đầu. Các con nói theo ba. Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Bạn. Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Thuộc bài chưa? Ba đâu nè? Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Bạn. Thuộc chưa? Ai làm sai là người bị phạt. Được chưa? Thầy nói ba mà có người làm chỗ đây là đúng hay sai các em? Sai rồi, như vậy là bị phạt đúng không? Má để đâu? À má là má đây, rất dễ thương đúng không? Mình.